máy nói với bãi Thanh Bình. Xin chào bà con nghe bà con. Đó, hôm nay mình đăng lên cho bà con một cái lô GB nữa nè ha. Đó, lô GB này của thằng Johnson, hàng nhập khẩu ha, hàng nhập khẩu nguyên con. Nó dòng này hiện tại bây giờ nó đang hốt cho thị trường dữ lắm nha bà con. Nói chung là dòng này hiện tại bây giờ là khách hàng và người ta mua là người ta phản hồi lại rất là tốt ha. Đó, cũng giống như là độ bền cao, nhạy chạy, tiết kiệm xăng ha, là dòng này hiện tại bây giờ nó đang hot trên thị trường. Đó. Nó đang hot thị trường. Thứ nhất á là độ bền của nó cao. Thứ hai là nó rất là nhạy chạy, thứ ba là tiết kiệm xăng ha. Đồ đạc đối với cái dòng GB nè, Johnson nè của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con nè, dòng này á thì nó chung ra là nó tích lũy từ nhiều cái máy mà trên thị trường bây giờ hiện tại mà nó bị lỗi đó. Nó nói chung là bị lỗi đó, là nó bây giờ nó tích lại, nó sẽ làm ra một cái máy mà nói chung ra là nó hoàn hảo nha bà con. Nó hoàn hảo là đối với nguyên nhân là hoàn hảo là nó do cái gì? Nó bây giờ ví dụ như cái nắp xăng thôi, mình nói trước miền cái nắp xăng thôi. Nắp xăng này nhiều khi bà con mình mấy cái nắp Honda thì nó gài ha, thì nó không có chắc chắn, nó không có chất lượng. Nó rồi nó ọc xăng, nó trào xăng rồi nó gớt nắp xăng dưới sông rồi, cái điện đó là xảy ra mất nắp xăng là bình thường ha. Kể hơn nhiều. Bây giờ đối với dòng này thì rất là thông minh ha. Nó dặn, nó là găng dặn, mà dặn vừa cái độ cứng của nó thì nó tự động nó sẽ cứng ha. Nó cứng thì khi bà con dặn nó sẽ nghe cốc 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 nè. Nó thấy không? Đó, nó rất là hiện đại bà con thấy không? Nó bây giờ nói xăng này ha, nó có thể dặn như nó cứng nè. Đó, khi nó tháo ra rất là nhẹ luôn. Đó. Đặc biệt đó là nó chống ọc ha. Chống ọc xăng, chống cái nắp. Này, chống cái nắp là vô nha, có dây thẳng cho làm dây thẳng cho mình luôn ha. Rất là thông minh. Đó. Rất là hay ha. Chống được cái tình trạng mà bà con mình sử dụng mà nó gớt nắp rồi xăng nó ọc ra, nó trào ra, nhiều khi nó văng xăng ra, nó gặp bu lửa này nó rất là nguy hiểm ha, phật xăng cháy xăng. Cái này ví dụ như mình quên thì mình thấy nắp xăng ở đây thì mình sẽ lượm lại, mình bỏ lại ha. Rất là thông minh. Đối với cái nắp thôi mình thấy nó rất là hoàn hảo rồi. Nó rất là hoàn hảo rồi ha. Đó, dặn vô nè, cái độ cứng của nó sẽ nghỉ nè. Đó, mà thấy không, nghe cái cắt cái là con biết là nó đã cứng rồi. Đối với cái dòng này á thì khi bà con mình bây giờ á, cái thứ nhất á là cái điều kiện để mần ruộng mần nương á ha, tác bơm sình bơm vuông đồ á, nhiều khi ví dụ như bà con cần sử dụng máy, vợ mình đi chợ, đi búa, đi chà gạo chà nương vậy đó, hay là đi giăng lưới giống câu đặt lờ, hay là kéo nén xịt thuốc đó, hay là tác nước vuông, tác bơm nước ruộng đồ, khi mình vắng nhà thì á vợ mình vẫn sử dụng được. Đó, bởi vì nguyên quan trọng ở chỗ là nó kết cấu nó có đề ha. Dòng này á thì mình hiện tại mình đang bán á là loại có đề, loại không có đề ha. Rồi có cốt kiền, cốt thẳng, cốt ngay. Rồi dòng máy 7.8 HB, 14 HB, 18 HB, 20 HB luôn. Có đề không đề đầy đủ. Đó, thì nó rất là gọn cho bà con mình. Nó khi ví dụ như mình đi công chuyện xa, ở nhà vợ mình muốn cần bơm nước ruộng để cho đỡ được ngập lúa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con ha. Đó, bây giờ hiện tại nó đang ra 2 cộng dây. Đó, cái dòng này á là nó có đề nha bà con. Có đề mà đặc biệt nó có đề nó tự sạc luôn. Đó, bà con mình khỏi sạc bình nha. Có đề tự sạc luôn chứ không phải là có đề mà cần bà con mới xài rồi hết bình đem đi sạc. Giống như dòng máy xe ha, khỏi, thằng này là có đề tự sạc luôn. Đó, bà con cứ gắn 2 cọc bình vô cho máy nổi cho phải thành bình ha, 2 cọc bình, cọc trắng và cọc đen ha. Đó, cọc đỏ và cọc đen. Đó, bởi vì cọc đỏ thì mình để bên cái cọc bình đỏ ha. Đó. Bà con nhớ kỹ, lưu ý kỹ dùng cái vụ mà cái cọc bình này ha. Bởi vì á bà con khi gắn vô là nó tự sạc ha, bà con làm lộn cọc thì nó sạc bình không có được ha. Nhớ là mình để đúng cọc. Đó, bà con để chỉnh cọc nè. Chỉnh cọc của nó không? Bà con để vô chặt lửa này nè ha. Thấy không? Chặt lửa vô kìa. Đó là chỉnh cọc ha. Mình để đúng cọc nó nè là nó không chặt lửa nè. Đó thấy không? Nó đúng cọc là cái máy này sẽ tự sạc về bình luôn ha. Đó, rồi bây giờ mình nói cái gì phần dễ để cho bà con mình tham khảo ha. Nó dễ là gì nè? Đó, bây giờ mình cặp hai cái bình vô phải không? Bà con thấy không? Nó thì vợ con mình muốn tiếp mình, muốn giúp mình, muốn tạo điều kiện mình giật máy không nổi. Nó phụ nữ thì thường người ta yếu chân mềm mà con có biết ra. Giật máy không nổi thì bắt đầu người ta sẽ tạo điều kiện để cho phụ nữ đây làm được nè. Bà con kéo cái lè vào đây đóng nghe giùm máy nổi cho bãi tinh bình ha. Đóng thôi, khỏi lên ga, đóng cái lè lại. Nó bấm đề nè. Nó khi bắt bình xong mình bắt bình thẳng xong mình bấm đề nè. Nó bà con thấy không? Rất là tiện luôn. Mắc mớ gì đâu mà phải bà con phải bắt buộc phải giật bọng đồ ha. Phụ nữ người ta tiếp mình cũng vẫn được. Nó người ta muốn chạy xuồng, chạy sông, người ta đi người ta biết chạy xuồng, chạy sông, chạy ghe thì nói chung ra là phụ nữ mình nó chỉ cần bấm đề chạy, đặc biệt quan trọng là tự sạc luôn ha. Rất là dễ. Dòng Johnson Hàn Quốc nhập khẩu nên bình xăng nó rất là cứng nè. Đó, mình cho bà con coi. Đồ đạc con này rất là dày dặn, rất là chất lượng ha. Đây, áo yếm đồ đạc của nó rất là chất lượng. Đối với dòng máy này khi bà con mua thì máy nổi dùng bãi Thanh Bình sẽ bán cho bà con. Thứ nhất là không cọc ha. Không cọc là do nguyên nhân gì không cọc? Là không cọc là máy này không cọc.
Nhưng khi bà con mình mua đầu máy với mua nguyên bộ dàn cầu, mình có dàn cầu đi nóc luôn ha, này nóc 304 luôn, dàn cầu nó luôn, chứng dịch kẹp đăng đầu bò đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. Thì bà con mình mua á thì mình kèm theo báo với bà con mình luôn. Bà con mình về chỉ việc á là lắp vô là sử dụng thôi, không cần mua thêm một cái gì nữa ha, nó rất là an toàn luôn. Đó, bị nóc là đặc biệt mình đi nóc là 304 nha, chứ không phải đi nóc 201. Thì bộ dàn cầu của thằng máy trơn này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2 triệu ha. Còn cái máy nhông thì hiện tại giá của nó là 2,2 triệu. Nó là toàn bộ sẵn hết trơn, mình lắp sẵn cho bà con, mình chỉ lắp ốc cho là sử dụng. Nó ha, có bán dàn cầu kèm theo cho bà con mình luôn. Đó, khi bà con mua máy với mua dàn cầu thì bà con cọc mình 500 ngàn. Còn bà con mua đầu máy không thì máy nổi Nhật Bản Thanh Bình bán cho bà con là không cọc. Nó không cọc luôn ha. Đặc biệt tặng kèm cho bà con một chai nhớt xịn và một tiếp mẫu Muri. Nó lộn, kèm một chai nhớt xịn nghe bà con. Còn tiếp mẫu Muri đồ này kia thì phá độ thì trong trọng nó đã có bán cho bà con mình rồi. Đối với dòng máy này á, thì khi bà con mua thì mình sẽ bảo hành cho bà con là nửa năm ha, là 6 tháng. Ở dưới này có thể có số xe ghi của nó, mình sẽ ghi lại số xe ghi này, trong đó nó có một cái tấm giấy bảo hành, mình sẽ ghi cái tấm giấy bảo hành ở dưới đó cho bà con mình luôn ha, ghi cho bà con mình đàng hoàng luôn. Rồi xong á là số xe ghi bên đây, nó tem bảo hành, tên máy, tên thương hiệu máy mình, nói cho bà Thanh Bình là có đủ cho bà con mình hết ha. Đó thì bà con mình cứ yên tâm mà mua máy mà sử dụng thôi, chứ không cần không ngại ngần gì ha. Đối với cái dòng này á, thì chụp giật áo giật nó rất là tốt ha. Thằng này là không phải là sơn mà nó kêu bằng gam đen, gam bóng nghe bà con, gam đen bóng nha. Nó thì nó tránh được cái tình trạng mà bị sét đổ lớp và sét mau hư ha. Rồi đối với cái lốc có thì bà con thấy nè ha, lốc rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Nó dòng máy này nó rất nặng hơn cái dòng máy thường mình rất là nhiều ha, nặng hơn máy thường rất là nhiều luôn. Nó bởi vì cái lốc nó dày nè bà con, đồ đạc của nó rất cứng cáp, rất là dày dặn nên nó mới thường. Cốt này á, hiện tại nó là cốt 20 ha. Nó cái chụp bô này á, là cái chụp bô này á, là cái bô đen gam bóng nè. Đó, bô đen gam bóng, thằng này nó không có chơi cái kiểu mà sơn nha bà con. Gam bóng nó dàn áo mà để ra ngoài mà để chịu, để chống được cái mình đưa tay vô mình làm nóng bị bỏng tay ha. Rất là cứng cáp, rất là luôn. Thằng này là nhúng sơn luôn chứ không phải là sơn nữa ha. Nó nhúng sơn bao phủ cái lớp sơn luôn, rất là. Đặc biệt cái bình xăng của nó là bình xăng Kenma ha. Kenma là dàn thương hiệu nổi tiếng đó bà con. Đây ha, số xe ghi nằm đây ha. Nó dòng này thì nó hiện tại nó là siêu tiết kiệm xăng ha, siêu tiết kiệm xăng. Đó, thêm một cái là rất là giọt, rất là nhanh, làm nhân chỗ nó chạy cái bô tăng tốc nè, bô e tăng tốc nè, nó đang chạy cái bô e tăng tốc. Bô e tăng tốc thì hiện tại nó có một cái chụp lưới ở ngoài và ở trong là chạy bằng giấy ha. Nó dòng này hiện tại trên thị trường nói chung ra là bây giờ nói chung riêng về máy nổi cho bãi Thanh Bình thôi, bán cũng rất là được ha, bán nói chung là bán rất là chạy, rất là chạy hàng, một ngày bán 4-5 con đó bà con. Nó nếu khách hàng nào đã mua rồi về có chạy rồi thì nói chung ra là mọi người khác người ta dòm thấy người ta sẽ mua thôi, bởi vì dòng này nó chạy rất là bền mà tiếng máy rất là êm luôn. Đặc biệt máy bà con biết rồi đó, dòng nhập khẩu thì máy nổi Nhật Bản Thanh Bình bảo hành cho bà con nửa năm thì bà con cũng đã biết rồi ha. Thì mình cũng nói luôn cho bà con mình luôn, bảo hành nửa năm là hình thức làm sao ha, để cho bà con mình dễ biết. Bảo hành nửa năm là mình bảo hành toàn bộ thân máy cho bà con hết nửa năm ha, nửa năm trời là bảo hành toàn bộ thân máy hết. Đặc biệt chỉ ngoài trừ ra là bà con xài nhớt, nó khi bà con xài nhớt bị lột dên đồ đấy ha, nó lột dên vít tông bạc đồ bị hư là cái đó bà con phải chịu ha, là bà con xài nhớt không đủ chất lượng thì nó bà con chịu ha. Nó còn mình tặng cho bà con một chai nhớt là chai nhớt xịn chứ không phải là chai nhớt thường ha, tặng tay cái xịn. Bà con nhớ khi mình chạy lưu đai xong thì mình thay cho mua nhớt xịn thay vô cho máy nổi cho bãi Thanh Bình, đừng mua nhớt thường ha, nhớt thường thay vô là máy hư. Nó cái đó thì mình không hoàn cho bà con được ha. Đó rồi, nó máy này thì có đề, nó bà con thấy không, đồ đạc rất là dày dặn, rất là chắc chắn ha. Nó dòng này nhập khẩu nguyên con nên bà con xài cái yên tâm đi. Hiện tại dòng này hiện tại bây giờ nó đang qua mặt Honda Thái luôn ha. Honda Thái mình bây giờ là không kịp nói bà con, nói chung qua mặt Honda Thái gì, rất là nhiều chất lượng nè. Qua mặt Honda Thái nhiều lốc dày hơn Honda Thái nè. Nó đặc biệt bô đen gam bóng, thùng xăng dày, bô là bô e, là bô e tăng tốc ha. Jensen, nó Jensen, nó có OHV, nó ốc ác con là zin toàn tập ha. Đồ nó dày dặn chắc chắn, độ bền nó cao hơn Honda Thái mình bây giờ luôn. Nó thêm một cái nữa là tiết kiệm xăng hơn Honda Thái luôn. Nó chạy rất là bốc, rất là giọt hơn Honda Thái luôn ha. Đó, bây giờ đối với cái dòng này á, thì máy nổi Nhật Bản Thanh Bình nó có bán dàn cầu kèm theo thì bà con nó thấy à, con nó mới giới thiệu ha. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bà con từng máy ha. Đó, bây giờ nói chung ra mình giới thiệu con này thì mấy con kia nó giống hệt nhau bà con, bởi vì nó là hàng GB nhập khẩu nguyên con từ trong một công ty là làm ra ha. Đó, một công ty làm ra thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng con máy cho bà con mình tham khảo ha. Con này là GB, nó 7 ngựa 8. Nó mình giới thiệu 7 ngựa 8 trước đây cho bà con đây, 7 ngựa 8 thì con này có đề, cốt thẳng có đề ha, là tua nhanh có đề. Đó là giá hiện tại là 4,6 triệu. Còn con mà tua nhanh mà không đề thì giá của nó là 3,8 triệu ha, 3,8 triệu. Rồi, tiếp theo.
tiếp theo mình sẽ nói về mấy tới là mình đã cút thẳng rồi ha. Bây giờ tới cút chiền. Đó, cút chiền đó thì hiện tại con cút chiền á, cút chiền mà có đề hiện tại mình đang bán cái giá là 5.3 triệu ha, cút chiền có đề là 5.3 triệu. Rồi cút chiền mà không đề, cút chiền mà không đề thì giá nó là 4.5 triệu. Nó là giá dòng máy 7 ngựa 8 men, mình về cái hàng rất là nhiều nha bà con. Nó về hàng rất là nhiều, về một lần là mấy chục máy vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ tới mấy cái dòng máy lớn ha. Nó như con này thì mấy con kia nó y ban nhau, thì con này giống y ban vậy nha bà con. Nói chung mình không có thời gian mà để mình quay rất là nhiều cho bà con mình. Con này là 460cc, con này là 20hp, con này là tua nhanh cốt thẳng ha. Con này hiện tại mình đang bán cái giá là 9.3 triệu. Đó là mình đã gồm bao ship cho bà con hết trơn rồi đấy ha. Đó là tặng nhà cho bà con mình luôn ha. Rồi tiếp theo con này là 18HB. Con này là 18HB, con này là GB420. Con này là có đề ha. Có đề cút chiền. Đó, con này là có đề cút chiền. Đó thì giá của nó là 9.9 triệu, 18HB ha. Rồi, tiếp theo cái con này. Con này là 18HB mà cút thẳng có đề ha, cút thẳng có đề giá là 8.9 triệu. Rồi tiếp theo tới con 390 là 14HB. 14HB con này thì không đề mà cút chiền. Nó không đề cút chiền thì giá là tua chậm đó ha, là giá 7.8 triệu. Rồi tiếp theo con này là 390 14HB. Con này là cút chiền có đề ha. Nó cút chiền có đề thì giá là 8.8 triệu. Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo đến cái con là 390 14HB, con này là cút thẳng mà không đề ha, cút thẳng không đề là giá là 6.8 triệu. Rồi con 18HB nãy mình giới thiệu rồi. Nó nói chung ra là đủ hết trơn ha. Từ cút thẳng tới cút chiền là mình có đủ cho bà con mình hết trơn ha. Nó dòng máy lớn máy nhỏ thì có đủ hết trơn. Bà con cần thiết cái con máy nào thì vô cứ điện liên hệ với máy nổ Nhật Bản Thanh Bình qua số điện thoại là 0944464963. Mình ship tặng nhà cho bà con mình ha. Rồi bà con em ra bà con đổ nhớt, bà con đổ xăng vô bà con test hàng đàng hoàng. Nếu mà trường hợp mà khi đổ xăng đổ nhớt vô mà test hàng không nổ thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ một đổi một cho bà con luôn ha. Nó một đổi một liền luôn chứ không có để cho bà con mình phải sợ phải ngại ngần gì chứ ha. Nếu mà trường hợp mà hồi đó giờ chưa trường hợp gà nào ngại bán bốn năm cái bỏ giờ bán nhiều dữ lắm luôn, mà nói chung ra chưa xảy ra tình trường hợp đó nghe bà con. Đó rồi, máy nổ Nhật Bản Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nghe bà con.